Chào mừng các em đến với kênh Thị Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn giáo dục công dân lớp 6, trang 29, trang 32. Bài 12. Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Truyện đọc Tết ở làng trẻ em SOS Hà Nội. Chúng tôi đến làng trẻ em SOS Hà Nội vào một chiều cuối năm. Dường như cái giá lạnh của mùa đông đã tan biến khi chúng tôi bước vào một trong những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, chứng kiến quang cảnh sinh hoạt của gia đình chị Đỗ. Nếu không được giới thiệu trước thì bất cứ ai cũng tưởng chị là mẹ đẻ của các cháu. Sự ngăn nắp, cách bài trí tiện nghi, gợi vẻ ấm cúng của một gia đình hạnh phúc. Vốn là giáo viên, chị Đỗ đã được tuyển chọn làm mẹ của 11 trẻ mồ côi và là một trong 16 bà mẹ ở làng trẻ em SOS Hà Nội, với 171 trẻ mồ côi từ 1 đến 17 tuổi. Những đứa con đang khôn lớn dần trong vòng tay chăm sóc dạy dỗ của chị, cháu nào cũng ngoan và học khá. Tết ở làng trẻ em SOS rất vui, cứ 28-29 Tết, nhà nào cũng đỏ lửa luộc bánh chưng thâu đêm. Các mẹ đều cố gắng tổ chức Tết đầy đủ lễ nghi như mọi gia đình bình thường, để các con của họ luôn cảm được sự ấm cúng trong gia đình. Trước Tết một tuần, chị Đỗ đã lo sắm quần áo, giày dép cho các con. Kẹo, bánh, hạt dưa, cành đào, hoa quả, quất cảnh, thịt gà, thịt lợn, giò chả cũng chỉ được mua sắm đầy đủ. Phim giao thừa, chị cùng các con quây quần bên tivi đón năm mới. Thời khắc giao thừa vừa đến, chị và các con chúc tụng nhau năm mới có nhiều điều tốt lành. Các con phá cổ ngọt và thi nhau hát hò vui vẻ. Nhìn gương mặt trắng hồng xinh xắn của bé Hiền, con nhỏ nhất của chị Đỗ, và cách chị Đỗ ấp con vào lòng, tôi thấy mắt mình cay cay. Đây chính là điều mà chúng tôi đi tìm và mong đợi. Hạnh phúc đã mỉm cười trên môi những bé thơ bất hạnh. Mùa xuân thật sự đã trở về trên những mái ngói đỏ tươi, trong những gia đình ấm áp, đầy ắp tiếng cười của mẹ và các con. Phương Thúy. Thì đây là cái hình ảnh về làng trẻ em SOS ở Hà Nội. Làng trẻ em SOS tức là nơi nhà nước dành để nuôi dạy trẻ em mồ côi. Tiếp theo là phần gợi ý. A. Tết ở làng trẻ em SOS Hà Nội đã diễn ra như thế nào? Thì Tết ở làng trẻ em SOS Hà Nội đã diễn ra là nhà nào cũng đỏ lửa luộc bánh chưng thâu đêm, tổ chức Tết đầy đủ nghi lễ, sắm quần áo, giày dép cho các em, mua bánh kẹo, hạt dưa, hoa quả, cành đào, thịt gà, thịt lợn, giò chả. Đêm giao thừa quay quần bên tivi đón năm mới và phá cổ ngọt, chúc nhau sức khỏe hát hò vui vẻ. Tiếp theo câu B, em có nhận xét gì về cuộc sống của trẻ em mồ côi ở đó? Trẻ em mồ côi ở trong làng SOS Hà Nội đã được sống hạnh phúc trong sự yêu thương đùm bọc của những người mẹ nuôi và sự quan tâm của các tổ chức xã hội. Hạnh phúc luôn mỉm cười trên đôi môi những bé thơ bất hạnh. Mùa xuân thực sự đã về với các em. Đó cũng là cái quyền trẻ em không nơi nương tựa, được nhà nước bảo vệ chăm sóc. Tiếp theo câu C, hãy kể tên những tổ chức chăm sóc giúp đỡ trẻ em bị miệt thiệt thòi và em biết. Ví dụ, làng trẻ em SOS, quỹ bảo trợ trẻ em, các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, những hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của trẻ em? Thì ở đây những cái tổ chức chăm sóc giúp đỡ trẻ em bị thiệt thòi đó là Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, làng trẻ SOS, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật. Các tổ chức đó bảo vệ và chăm sóc giúp đỡ trẻ em bị thiệt thòi để các em được hưởng mọi quyền, được phát triển đầy đủ trong vòng không khí hạnh phúc, yêu thương và thông cảm. Tiếp theo câu D, em hãy kể những quyền mà em đã được hưởng. Em suy nghĩ gì khi được hưởng những quyền đó?
Quyền mà em đã được hưởng đó là được cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc, thương yêu, được bảo vệ, được học tập, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, được tham gia và bày tỏ ý kiến của mình. Được hưởng quyền đó, em đã biết ơn cha mẹ, thầy cô giáo, những người đã chăm sóc, dạy dỗ và đem lại cuộc sống hạnh phúc cho em. Tiếp theo hai nhỏ, nội dung bài học. Trẻ em là tương lai của mọi dân tộc và của toàn nhân loại. Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em ra đời năm 1989 đã ghi nhận các quyền cơ bản của trẻ em. Các quyền đó có thể chia làm 4 nhóm. A. Nhóm quyền sống còn là những quyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản tồn tại như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khỏe. B. Nhóm quyền bảo vệ là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi cái hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại. C. Nhóm quyền phát triển là những quyền được đáp ứng những các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như là được học tập, được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa thể thực. D. Nhóm quyền tham gia là những quyền được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em như được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình. Mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em như ngược đãi, làm nhục, bóc lột trẻ em đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới ký và phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em. Công ước này thể hiện sự tôn trọng và quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với trẻ em, là điều kiện cần thiết để trẻ em được phát triển đầy đủ trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương và thông cảm. Mỗi chúng ta cần biết bảo vệ quyền của mình, tôn trọng quyền của người khác và phải thực hiện tốt bổn phận, nghĩa vụ của mình. Trẻ em như bức trên cành, Hồ Chí Minh. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, UNESCO. Tiếp theo là phần bài tập. Hãy đánh dấu X và ô trống tương ứng với việc làm thực hiện quyền trẻ em. Đánh dấu trừ tương ứng với việc vi phạm quyền trẻ em. Tổ chức việc làm cho trẻ em khó khăn, lợi dụng trẻ em để buôn ma túy, cha mẹ ly hôn, không ai chăm sóc con cái, dạy học ở các lớp học tình thương cho trẻ em, dạy nghề miễn phí cho trẻ em có khó khăn, bắt trẻ em làm việc nặng quá sức, tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ em, đánh đập trẻ em, tổ chức trại hè cho trẻ em, lôi kéo trẻ em vào con đường nghiện hút. Như vậy, ở cái bài tập A này, các em sẽ đánh dấu X vào ô trống với việc làm thực hiện quyền trẻ em và dấu trừ tương ứng với việc làm vi phạm quyền trẻ em. Như vậy, ở đây đầu tiên, tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn thì chúng ta sẽ đánh dấu X vì đây là những cái việc làm tương ứng là thực hiện quyền trẻ em. Tiếp theo là lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy thì chúng ta sẽ đánh dấu trừ. Cha mẹ ly hôn, không ai chăm sóc con cái sẽ đánh dấu trừ. Dạy học ở các lớp học tập tình thương cho trẻ thì chúng ta sẽ đánh dấu ít. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức thì chúng ta sẽ đánh dấu trừ. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ, đánh dấu ít. Đánh đập trẻ em, đánh dấu trừ. Tổ chức trại hè cho trẻ em, đánh dấu ít. Lôi kéo trẻ em vào con đường nghiện hút thì chúng ta sẽ đánh là dấu trừ. Tiếp theo câu B. Hãy nêu 3 biểu hiện vi phạm quyền trẻ em mà em biết. Theo em cần phải làm gì để hạn chế những biểu hiện đó? 3 biểu hiện vi phạm quyền trẻ em đó là bắt cóc trẻ em để buôn bán sang Trung Quốc. Khi bố mẹ ly hôn, mỗi người có gia đình riêng hoặc mồ côi bố mẹ. Trẻ em bị hành hạ, đánh đập, chửi bới, không được đi học. Đánh đập trẻ em đã dã man và tàn bạo. Theo em, để hạn chế những hành vi vi phạm về quyền trẻ em, bản thân gia đình cũng như xã hội phải cùng nhau chung tay góp sức lại với nhau. Về phía gia đình, bố mẹ nên sống hòa thuận, yêu thương đùm bọc các con, chăm sóc chu đáo cho các con. Về phía xã hội, phải có những việc làm lên án những cái việc làm vi phạm quyền trẻ em
đưa ra các hình thức xử phạt nặng đối với các hành vi xâm phạm đến trẻ em, nhằm che chở và bao bọc cho trẻ em, để trẻ em được vui chơi và phát triển. Tiếp theo câu C, mỗi nhóm quyền cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của mọi trẻ em? Thì mỗi nhóm quyền rất cần thiết cho cuộc sống của trẻ em. Nhóm quyền sống còn, những quyền được sống, sinh ra và được làm người, được nuôi dưỡng, được chăm sóc. Nhóm quyền bảo vệ là phải, trẻ phải được bảo vệ khỏi mọi hình thức đối xử, bóc lột, xâm hại, bị bỏ rơi. Nhóm quyền phát triển, quyền được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện. Nhóm quyền tham gia, có quyền nói lên cái ý kiến của mình, bày tỏ nguyện vọng của mình, được người lớn tôn trọng. Tiếp theo câu D, lên học ở trung học cơ sở. Lan đòi mẹ mua cho xe đạp mới để đi học. Mẹ bảo rằng bao giờ mẹ để dành đủ tiền sẽ mua. Lan so sánh mình với các bạn có xe trong lớp và cảm thấy ấm ức nên oán trách mẹ. Theo em, Lan đúng hay sai? Vì sao? Nếu em là Lan, em sẽ ứng xử như thế nào? Theo em, Lan sai vì không phải mẹ không muốn mua cho Lan mà vì nhà nghèo còn khó khăn, mẹ phải dành dụm mới mua được, nên Lan phải hiểu và thông cảm cho mẹ. Nếu là Lan, khi đề nghị mẹ mua xe mới nhưng mẹ chưa mua được, em hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình mình, thương yêu mẹ em hơn và trả lời mẹ rằng, mẹ ơi, con sẽ đi bộ để đi học cũng được mẹ ạ. Tiếp theo câu D, bố mẹ Quân vì sợ con mình bị ảnh hưởng những thói hư tật xấu ngoài xã hội nên không cho Quân giao tiếp với ai. Sinh nhật bạn ở lớp, bố mẹ cũng không cho đi Quân đi dự. Quân rất buồn và giận cha mẹ. Nếu em là Quân, em sẽ làm gì? Nếu em là Quân, em sẽ phát biểu những cái suy nghĩ và nêu lên cái ý kiến của mình với cha mẹ. Bố mẹ làm như vậy là muốn tốt cho con, nhưng con cũng cần phải có bạn bè. Không phải tất cả các bạn con đều xấu. Ba mẹ hãy cho phép con được tham gia các hoạt động với các bạn, được vui chơi với các bạn thì con mới có điều kiện để phát triển toàn diện bản thân mình. Tiếp theo câu E, em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong những trường hợp sau đây. Em thấy một người lớn đánh đập một bạn nhỏ. Em thấy một bạn của em thấy bạn của em lười học, trốn học đi chơi. Em thấy một số bạn nơi em ở chưa biết chữ. Thì ở cái ý kiến đầu tiên, em thấy một người lớn đánh đập một bạn nhỏ thì em sẽ can ngăn. Nếu không được, em sẽ báo với chính quyền địa phương hoặc nhờ cơ quan pháp luật can thiệp. Tiếp theo là em thấy bạn của em lười học, trốn học đi chơi, thì em sẽ góp ý gần gũi giúp đỡ bạn và nhờ thầy cô khuyên nhủ giúp đỡ để bạn không trốn học nữa. Tiếp theo, em thấy một bạn, số bạn nơi em ở chưa biết chữ, thì em sẽ động viên các bạn đến trường. Nếu các bạn không có điều kiện, em sẽ tìm cách giúp các bạn đến lớp học bình thường, các lớp học tình thương. Em sẽ dành thời gian giúp bạn cùng học và có thể dạy chữ cho các bạn. Tiếp theo câu G, em hãy tự xét xem bản thân đã thực hiện tốt bổn phận của mình đối với cha mẹ và thầy giáo cô giáo chưa? Những điều em đã thực hiện tốt và còn những điều gì chưa tốt? Hãy tự đặt kế hoạch rèn luyện nhằm khắc phục những điều chưa tốt đó. Thì em có thể là tự nhận thấy đôi lúc em còn chưa thực hiện tốt bổn phận của mình đối với thầy cô giáo, với cha mẹ. Những việc thực hiện tốt đó là cố gắng chăm ngoan học giỏi vâng lời cha mẹ thì ôn, thực hiện tốt các quy chế của trường lớp, về nhà giúp đỡ cha mẹ việc vặt trong nhà. Những việc chưa làm tốt, mãi chơi quên làm bài tập về nhà, không chịu trông em giúp cha mẹ. Thì để thực hiện tốt cái bổn phận của mình hơn, em cần phải cố gắng chăm chỉ học tập, vâng lời cha mẹ thầy cô,
khi giúp đỡ cha mẹ những việc có thể làm được để trở thành con ngoan trò giỏi.